Kính chào quý vị và các bạn, ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 21 tháng 11, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thay mặt chính phủ báo cáo Quốc hội công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Tổng Thanh tra cho biết việc công khai, minh bạch và thực hiện trách nhiệm giải trình trong tổ chức hoạt động của cơ quan đơn vị, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng có chuyển biến tích cực cán bộ ngành địa phương kiểm tra tại 12.029 cơ quan tổ chức đơn vị về công khai minh bạch, phát hiện 185 cơ quan tổ chức đơn vị vi phạm. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác luân chuyển cán bộ các cấp các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của 45.192 lượt cán bộ, công chức viên chức. Việc thanh toán không dùng tiền mặt, tổng số lượng giao dịch nội tệ qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt khoảng 131 triệu giao dịch với giá trị đạt trên 189 triệu tỷ đồng, tăng 3,09% về giá trị giao dịch so với năm 2022. Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 8,21 tỷ giao dịch với 175,8 triệu tỷ đồng. Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, có 55 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, 13 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, 42 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó khiển trách 16 người, cảnh cáo 13 người, cách chức 13 người. Việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, các cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã thụ lý điều tra 1.103 vụ án trên 2.951 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó khởi tố 732 vụ án trên 2.106 bị can. Đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 499 vụ án trên 1.205 bị can. Công tác thi hành án liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng, tổng số phải thi hành có 4.879 việc, với số tiền hơn 97.261 tỷ đồng đã thi hành xong 2.264 việc, đã thi hành xong hơn 20.405 tỷ đồng. Chính phủ cũng cho biết tình trạng tham nhũng tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, nổi lên là các sai phạm lớn trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động ngân hàng, đăng kiểm y tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có sự câu kết móc nối giữa cán bộ thoái hóa với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông Phong nêu, một bộ phận cán bộ công chức viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý có biểu hiện làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai không dám làm, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và giải quyết công việc của người dân doanh nghiệp. Nguyên nhân được chỉ ra là một số nơi người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt, nói chưa đi đôi với làm và làm chưa đi đôi với nói trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, một bộ phận cán bộ công chức viên chức trong đó có cán bộ lãnh đạo quản lý thiếu tu dưỡng, rèn luyện hoặc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.